sửa chữa lớn máy phát điện. EBS có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng và đại tu cho các loại máy phát điện công suất lớn. Điển hình như máy phát 240 MW của Mitsubishi làm mát bằng hydro tại nhà máy điện Phú Mỹ 1. Máy phát công suất 168 MW của ABB làm mát bằng không khí tại nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4. Máy phát công suất 540 MW của Doosan làm mát bằng hydro cho rotor tại nhà máy điện Mông Dương 1. Máy phát của Shanghai Electric lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại với công suất 622 MW tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Ngoài ra, EBS còn có kinh nghiệm đại tu sửa chữa phục hồi máy phát do Nga chế tạo, vận hành trên 30 năm công suất 120 MW tại nhà máy điện Mã Lại. Các nội dung chính trong kỳ đại tu máy phát bao gồm kiểm tra, đo đạc và thí nghiệm các thông số của máy phát trước khi tháo bảo dưỡng, tháo, kiểm tra và lắp lại rotor máy phát, vệ sinh toàn bộ máy phát, kiểm tra đánh giá tình trạng máy phát, sửa chữa phục hồi các chi tiết máy phát, kiểm tra và đo các thông số của máy phát sau khi sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm máy kích từ quay, chạy thử nghiệm và kết thúc công tác. Ngoài đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại, EBS đã và đang thực hiện hợp tác với nhiều đối tác có thương hiệu lớn trên thế giới như GE, Siemens, ABB, Doosan, Sulzer, Kepco, KBS cung cấp dịch vụ chuẩn đoán tình trạng máy phát chất lượng cao, đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho khách hàng trong quá trình vận hành với công nghệ tiên tiến và chi phí hợp lý. Để biết thêm các dịch vụ khác của EBS, xin vui lòng truy cập các kênh thông tin liên lạc sau.